Chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Đây là điện Pháp Chủ ở chùa Tam Chúc nha. Đây là quang cảnh ở bên ngoài. Bây giờ ta vào bên trong xem. Nó nằm cũng trong quần thể của điện Tam Thế rồi điện Pháp Chủ nè. Lên đây ta ăn trưa xong rồi ta có thể đi tham quan ba điện luôn. Đây có mấy cái tượng Phật nè. Cái này bằng tượng Phật này bằng đá cẩm thạch nè. Đá cẩm thạch. Đây các bạn. Đá cẩm thạch nè, đẹp quá. Rồi còn đây là bằng Phật bằng đồng. Rồi đây tượng Phật bằng đồng. Rồi đây bằng đá cẩm thạch nè. Trời ơi. Đẹp quá nè, vân vân đẹp quá ha. Trời ơi, một cái khối lớn thế này này giá trị lắm nha các bạn. Đẹp quá. Rồi đây cũng tượng Phật bằng đồng nha. Đứng ở điện nào thì các bạn thấy cái phong cảnh cũng rất là đẹp. Nhìn ra hồ Tam Chúc luôn. Mát mẻ lắm nha các bạn. Gió lộng ở dưới hồ thổi lên á. Đây là điện giáo chủ, điện nằm ở giữa điện Quán Âm và điện Tam Thế. Cánh cửa có trổ mấy cái hoa văn rất là đẹp. Nhìn nó cổ xưa. Trong nhà đang là 34 độ này. Ra ngoài đứng một lúc đồng hồ nhảy ra. Bây giờ là đang nắng lắm nha các bạn. Nắng mà nó oi lắm, không có giống như ở trong miền Nam mình đâu, mặc dù gió ở dưới lên nhưng mà cái hơi nó nồng lên rất đó. Ta vào bên trong ta thắp nhang lễ Phật. Ta để giày dép ở ngoài nha. Trong chùa có vẻ trang nghiêm, có những cái bình cao sợ luôn, khổng lồ luôn á. Ở ngôi chùa này tất cả các bình hầu như làm bằng sứ hết nè, gốm sứ á. Hồi lúc đầu thì trời hơi mát, không có nắng lên thì gió lên thấy mát lắm nha. Còn bây giờ tự nhiên nắng lên hơi nóng. Đây bên hông điện nè. Bên hông điện có những cái bức tượng đây, mình cũng lần đầu tiên mình đến đây nên mình cũng không rõ. Đây là năm vị thần gì. Nhưng mà ngồi trang nghiêm lắm nha.
năm vị để mình sẽ tìm hiểu ha. Nhìn ra xa cũng có những cái điện nhỏ nhỏ xung quanh nữa nè. Đây mình phải đi phải có hướng dẫn viên du lịch người ta giới thiệu chứ còn mình không thể nào mà tự tìm hiểu hết được. Nhưng mình tách ra mình thấy cảnh đẹp quá, mình đi qua đây mình đi quay mình rời người hướng dẫn rồi. Rồi đoàn mình bây giờ rời khu di tích quốc gia Tam Chúc để về Hà Nội nha. Chữ xả với chữ buông. Đây một cái gỗ trẻ đá Phật cao siêu. Mặt tao rì á. Biết sao rì á. Cuối clip mình xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe và luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn clip sau mình sẽ quay nhiều cái cảnh đẹp hơn nữa. Bye bye các bạn nha.